rồi nhưng mà không có rạch như nam vậy. Dạ. Yeah. Cho nên là nhiều khi nó nấu cơm, nấu đồ ăn nó thì nó hơi ngọt. Thế là bắt đầu bố chồng nói ngọt quá anh ăn không có được gì hết. Thì bây giờ anh ăn ít đi, rồi mai mốt em nói nó bớt bớt đường là thôi, không có gì đâu mà khó. Ờ, được 20 tháng thì cũng đỡ đỡ rồi. À. Nhưng mà có một cái điều là hay quên khóa cổng, để luôn chìa khóa ở đó luôn cho mời người ta mở cổng ta đi vô nhà luôn. Con ơi, con mà làm cái gì con phải cẩn thận, con nhìn trước ngó sau. Con gửi con rồi con quên đón cái bỏ sừ. Mẹ già mà kêu quên con trẻ con quên nữa. Dạ, sanh xong một đứa mất hết nửa cái não rồi chị. Nó có độ thừa là nó sanh con mà bị mất não, mình sanh ba đứa mình có mất não đâu. Về việc mà chăm em bé á cô? Mới đây. Dạ. Đút bột cho em ăn dặm lần đầu tiên á. Dạ. Thì mình cũng thổi nếm nếm cho nó nguội. Dạ. Trời ơi, nó rần lên trên mạng á. Không được, bà nội không có được nếm tụi bay. Bà nội nhiều virus trong miệng rồi này kia. Trời ơi, quá trời. Trời ơi, vậy hà, vậy thì thôi. Bây giờ má lấy quặng má đổ thôi chứ má chẳng đút tới đâu. Thế là bắt đầu nó nói không có đâu má. Ý là con nói má đừng, má thổi thôi mới. Dạ. Tôi là Nguyễn Thị Diễm Thúy, năm nay 54 tuổi, ngụ tại Bà Rịa Vũng Tàu, nghề nghiệp là buôn bán. Dạ, xin mời chị. Dạ, con xin chào chú Huyền Linh và chị Lê Lộc và các vị khán giả đang xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con tên là Nguyễn Thị Kim Nhớ, năm nay 27 tuổi, hiện là đang ở Bà Rịa Vũng Tàu và công việc hiện tại là đang ở nhà chăn heo. Em làm dâu của mẹ được gần 2 năm mà. Mình có em bé chưa? Dạ, có một bé 7 tháng. À. Dạ. Chăn heo con đó. Heo của nó đó. Dạ, gọi là heo à, chị. Heo năm ngoái á, bé mới có 7 tháng rồi. Cái ngày đầu tiên mà mình gặp cô con dâu á, thì mình cảm nhận gì về cô gái này? Trời ơi, con trai mình thì nó cao tới mét bảy mấy. Mà tới lúc nó dắt bạn gái nó về cái... nhìn. Trời ơi, con bé này nó đứng có tới nách thằng này. Cái ông xã mình nói, trời ơi con ơi, mày hết người rồi hả? Mình lấy con bé gì mà quen con bé gì có chút xíu vậy. Cái mình mới nói ông xã mình này, anh nhìn con gái anh đi, con gái anh cũng có hơn 1m50 chứ mấy. Mà anh chê rồi sao? Thế là từ đó trở đi ông không có chê nặng nữa. Yeah. Bây giờ thấp cao nó cũng quan trọng. Yeah. Quan trọng là mình thấp nhưng người khác phải cúi đầu. Cái cô gái thấp thấp này, dễ thương này có phục vụ tốt hay không? Có hoàn thành nhiệm vụ của mình hay không? Cái quá trình mà để đi đến làm dâu cũng hơi bị lâu. Bé Nhớ nó không có đạo. Mà bên phía bên đằng Bé Nhớ hiểu lầm là bên đạo công giáo mình là không có cho thờ cha kính mẹ gì hết. Cho nên là không cho con gái quen với người có đạo. Phải nói là quen rất là lâu, một thời gian lâu lắm mình sẽ nói cho nó hiểu. Làm gì có đạo nào mà không cho thờ cha kính mẹ. Đó, bởi vậy. Đó là hiểu lầm rồi. Tôn giáo nào cũng hướng về điều thiện, hướng về điều lành, hướng về điều tốt hết trơn á. Rồi kêu là sao không cưới đi. Thì con dâu cứ nói từ từ má ơi, cứ từ từ mà nó quen lâu lắm, 2-3 năm. Bây giờ thôi thì bây giờ nếu vậy thì con học đạo đi. Rồi thế là xin phép bên đằng xui cho học đạo. Học đạo xong rồi nó cũng đi tới đi lui, tới nhà mình ăn cơm rồi dọn dẹp. Cái lúc gần cưới nó nói chứ, má mai mốt á con dọn dẹp còn má nấu nướng nha. Là biết là nó không biết nấu gì rồi. Phân công ngay từ đầu á. Dạ chú, tại biết sao không, tại vì chồng con nấu ăn ngon á. Mà con thì công trình của con là làm cá làm rau các kiểu là chồng con nấu. Rồi xong là hai đứa ăn xong thì chia nhau rửa chén. Cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng của chị á, chị có thấy mẹ khó không và chị ấn tượng điều gì? Bạn của chồng em á thì những người mà đã gặp má chồng em á thì kêu là nhìn má khó, nhìn mặt dữ khó lắm. Mà cái người em sợ là em sợ chị chồng em, tại chị chồng em mặt còn hình sự hơn má chồng em nữa. Nhưng mà sau tất cả thì em đã quyến rũ được hết tất cả mọi người thương em. Trời hay quá vậy ta. Nghe mẹ nói này cũng rất là lâu. Dạ. Như vậy là chắc em qua lại gia đình, có thể là trước khi làm dâu chính thức là em cũng qua nấu nướng rồi giao lưu gia đình nhiều lắm đúng không? Dạ, cũng hơn 5 năm ạ. Chặng đường rất dài, làm dâu trước hôn nhân đó. Dạ. Thì có bao giờ em sợ mà em định rút lui luôn không? Kiểu như là lúc đầu á là do là ba má chồng em không có thích em. Hai đứa chơi chế thuật là mặt dày. À. Chứ chồng em thì kêu thôi, vì chồng em kêu là bây giờ anh không sợ thì em sợ gì. Thế là chồng em ngày nào cũng dắt em về nhà ăn cơm, nấu nướng, dọn dẹp, xong rồi tối thì về phòng. Em có phòng riêng ở gần đó, ở gần nhà chồng, ở gần để qua coi như là câu kéo đó, ông bà già chồng với ông già chồng đúng không?
như để chấp nhận mình đúng không? Dạ, chiến thuật này nó cũng vậy, kiểu như là mưa dầm thấm lâu á. Cũng hay. Quen biết nhau thời gian rất là dài rồi. Dạ. Thì cái ngày mà về làm dâu á, nó có khác biệt gì không? Dạ thấy cũng bình thường như bao ngày. Tại thời gian đầu á là em cũng qua lại nhưng mà em không có thường ở lại thôi. À. Thì sau khi mà cưới xong thì tất cả những đồ đạc của em là ở bên nhà hết rồi. Vậy là hai mẹ con chắc hiểu nhau, hợp nhau lắm đúng không? Má ít nói. Dạ. Thì má là mọi người sẽ nhìn vô em là bà này có vẻ khó chịu, khó lòng, nhưng mà không phải, nhầm rồi. Lý do là má em á là thuộc tiếp người đó, là ví dụ như đi về nhà má mình cặp hát về đúng không, là chưa thấy hình là đã nghe tiếng rồi, nghe tiếng má mở cửa rồi má cười ha 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 ở ngoài cổng vô là biết rồi. Con dâu rất là, nói chung là khéo một cái là cưới nó về là nó tạo cho mình nhiều niềm vui bất ngờ lắm, như là sinh nhật nè, hoặc là 8 tháng 3, ngày kỷ niệm ngày cưới. Phụ nữ Việt Nam nói chung tất cả những kỷ niệm gì của mình là nó làm cho mình bất ngờ nhiều cái vui lắm. Bởi vì từ xưa đến giờ đâu có ai tặng bánh sinh nhật cho mình nè, rồi tặng bông tai, rồi tặng, nói chung là những cái thứ của phụ nữ là cái gì là nó sắm hết cho mẹ chồng. Con thấy con hợp với mẹ điều gì? Con với mẹ cả hai đều người nói người nghe, có cái đồ gì mới mới thì con nói má này nọ, hoặc là nhiều khi con shopping đó con thấy đồ đẹp thế là con mua về cho má, má thấy đẹp thì má mặc, mà má thấy không đẹp là má đem đi bán hả? Bán hả? Bán quần áo mà. Cô này cũng lý lắc lắm nha, cái tính cổ dễ thương nè, cô này dễ làm hòa và dễ đúng làm vui lòng nhiều người lắm á. Ừ, hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau không cô? Nó nêm đồ ăn ấy thì nó theo người Nam. Dạ. Còn mình thì người Bắc, nhưng mà nói chung cũng không có hẳn là bắt rạch lắm đâu, cũng pha rồi nhưng mà không có rạch như Nam vậy. Dạ. Cho nên là nhiều khi nó nấu cơm, nấu đồ ăn ấy thì nó hơi ngọt. Thế là bắt đầu bố chồng nói ngọt quá anh ăn không có được gì hết, thì bây giờ anh ăn ít đi rồi mai mốt em nói nó bớt đường lại thật thôi, có gì đâu mà khó. Được 20 tháng thì cũng đỡ rồi. À. Nhưng mà có một cái điều là hay quên khóa cổng, để luôn chìa khóa ở đó luôn cho mời người ta mở cổng người ta đi vô nhà luôn. Con ơi, con mà làm cái gì con phải cẩn thận, con nhìn trước ngó sau, con gửi con rồi con quên đón cái bỏ sườn. Mẹ già mà kêu quên, con trẻ con quên rồi. Dạ, xanh xong một đứa mất hết nửa cái não rồi chị. Nó có độ thừa là nó xanh con mà bị mất não, mình xanh ba đứa mình có mất não đâu. Về việc mà chăm em bé á cô, mới đây. Dạ. Đút bột cho em ăn dặm lần đầu tiên á. Dạ. Thì mình cũng thổi ném cho nó nguội. Dạ. Trời ơi, nó rần lên trên mạng á. Không được, bà nội không có được nếm tụi bay. Bà nội nhiều virus trong miệng rồi này kia, trời ơi, mất quá trời. Trời ơi, vậy hà, vậy thì thôi, bây giờ má lấy quặng má đổ thôi chứ má chẳng đút tới đâu. Thế là bắt đầu nó nói không có đâu má. Ý là con nói má đừng, má thổi thôi, má đừng có nếm. Đúng rồi. Ngày xưa mấy ông bà ngày xưa hay mớm chứ mà. Là ăn cơm á bỏ vô nhai xong ngã cái muỗng. Đúng rồi. Con mẹ của Linh cũng vẫn còn đang làm vậy đó, mà mình nói thì phải chửi, mình tìm cách nào đó đưa cho hình ảnh rồi coi chứ. Nếu mà trời ơi, mẹ vậy là dơ lắm mà bẩn lắm, hay là virus gì bên đấy, virus bẩn còn nội cha mà. Đúng rồi đó. Hồi xưa tao mày ăn vậy chứ sao. Nhưng mà giờ nó khác. Dạ. Cái đó con làm cũng đúng, nhưng mà nếu như mà mấy người mà không ấy người ta giận đó là cũng khó quề lắm mày nha. Nói chung mà không có giận, bởi vì với lại về này 6 tháng nó mới cho con uống nước là mình cũng ngạc nhiên, mà ủa sao kỳ vậy, hồi xưa cứ suốt ngày cho con uống nước mà sao bây giờ phải đợi tới 6 tháng cháu tao nó chết khát thì sao? Tại vì là chắc tại con đang uống sữa mẹ, em cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn đúng thì rồi. Trong sữa mẹ là 70% đã là nước. Dạ, rồi. Nói chung lo lắng cũng được, nhưng nếu mà mẹ chồng mà hiểu con dâu á thì chuyện không có gì hết. Trong cái thời gian qua thì có điều gì mà cô chưa hài lòng với con dâu của mình không? Nói chung là đừng có nhanh nhậu quá. Nhiều khi nhanh nhậu quá rồi mình không có thể nào mình lường trước được, nó sẽ đổ bể, hoặc là nó sẽ cái việc của mình lại không có trọn vẹn. Là con cẩn thận nhà cửa, chứ còn không có cái gì mà gọi là để mà nói hết á. Nó nhanh quá thì nhiều nhanh khi nó quên, nó sót lỗi nhịp cắt thì lỗi nhịp. Có kỷ niệm nào mà đáng nhớ đối với chị không? Em cũng sợ là nhiều khi em làm một vài điều làm cho má buồn á, nhưng mà má không có chịu nói, chứ là má cũng tha thứ cho em. Nhiều khi mà em với chồng em hay tức là hai đứa không phải là cãi nhau mà kiểu như là hai đứa hay tranh luận á. Yeah. Thì em cũng hơi lớn tiếng một chút. Con má thì cũng là cũng thương con trai nên là nhiều khi em sợ là nhiều khi má nghe má cũng không vui lắm, nhưng mà thật ra là hai đứa không phải cãi nhau, một người nói một người nghe xong rồi tranh luận
thuận qua lại thôi, hai đứa cũng hòa. Tại vì má là người lớn á, nên là với phương diện là giống như kiểu như là má suy nghĩ là em đang nạt con của má vậy. Má thấy sao má? Đúng rồi, tại vì thằng con trai của mình nó rất là hiền. Dạ. Có nhiều lanh là vợ nó lấy hết trơn. Nó như một cục bột vậy, muốn nạt sao cũng được hết. Thấy cũng tội nghiệp, bé này nó lanh quá nó nạt. Anh nhanh lên, anh gì mà anh hoài chứ sao? À, đúng rồi, giống như nạt trong cô giáo trong nhà trẻ vậy. Tại vì hai đứa ăn cơm. Dạ. Thì thanh niên là hai xem tivi. Dạ. Cứ em ăn được một xong một chén cơm, thế nói bạn ấy ăn được một chén, mình ăn xong một chén rồi nha bạn. Mình mà ăn xong chén này mà bạn ăn chưa xong là mình đi với chén là thanh niên vội bà vô. Đó mà thanh niên cứ cà rề. Xong nhiều khi cũng bực mình á, hoặc là ví dụ như đi đâu á thì kiểu như là em chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ xích đích mà đi thôi. Thì chồng cứ cà rề, xong rồi cũng hơi bực nên là cũng hơi quạo một chút. Không khi đầu quạo bù qua khất lại thôi, không có gì hết. Vậy có bao giờ đưa má đi du lịch ở đâu chưa? Không bao giờ quên. Cái lần đi qua bên Phi để thăm chị gái nó, cả nhà ngồi chờ chuẩn bị người ta gọi lên máy bay là đi á. Nó đi sạc điện thoại mà nó không nói một lời nào hết. Nó ngồi trong cái xó nào không biết. Tới lúc người ta nói hành khách số máy bay đó, không thấy nó đâu hết. Thôi chết rồi, anh ơi đi kiếm nó mau lên, nó không thấy nó đâu hết. Gọi rống lên hết, hết tất cả chia nhau ra đi tìm. Tìm gần chết, nó ngồi trong cái xó, nó không hề nghe gì hết. Nó quá ghê mà không nín, tại người ta đang dòm mình. Người ta thấy mình gọi lớn tiếng, người ta cứ dòm mình, người ta tưởng mình bị điên á. Má tưởng con ở lại rồi. Thế là hú vía cái lần đó là không bao giờ quên. Má con ơi, mai mốt con có làm cái gì thì con nói cho má biết, chứ má không biết đứa nào mới đi tìm. Mà có cái lần đấy là hoảng. Ủa thì mình không gọi cho nó lẹ cô ha. Điện thoại nó đang sạc mà nó ở sân bay nó rất là ồn. Và nó lo, nó ngồi nó theo, nó cắm cuối nó theo, nó đâu có nghe ai gọi gì đâu. Con nghĩ chị này cũng nhiều chuyện làm hú vía lắm cô. Chứ không phải một chuyện đâu. Lo lợi quá rồi thì cũng có nhiều. Thì nói chung là nó cũng siêng lắm. Dạ. Nó bông hoa là tất cả các thứ thủ công đã làm được hết. Rất là giỏi. Để coi chồng con nói điều gì nha. Dạ. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con chào mẹ và cuốn chào vợ. Trước hết là con cảm ơn mẹ vì đã ở nhà đỡ đần phụ cho vợ con trong cái thời gian mà con không có ở nhà, nhất là lúc là cô ấy sinh một đứa con đầu lòng thì nhiều cái bỡ ngỡ mà chưa biết được, thì cũng đã có mẹ ở đó giúp đỡ chia sẻ. Con biết là vợ con cũng khá là lười trong một số trường hợp là đó, con cảm thấy cũng hơi khó chịu, nhưng mà khi mà con về nhà thì con vẫn xử lý được những cái vấn đề đó. Thì nhân đây anh cũng nhắn nhủ với em là em cũng phải cần siêng năng hơn một chút trong những cái vấn đề việc vặt trong nhà. Mẹ thì không có nói gì hết, mẹ rất là thoải mái rồi. Cảm ơn vợ đã sinh cho Khốn một đứa con thật là tuyệt vời. Đi làm xa nhưng mà nhớ hai mẹ con lắm. Thì con chỉ có đôi điều nhắn nhủ và chia sẻ với mẹ với vợ vậy thôi. Sao chị nghe chồng nói thấy sao? Anh có nói xấu không? Không mà chắc nó đúng. Hai mẹ con ôm nhau cái gì nào, ôm chặt nhau. Rồi, cô muốn con dâu thay đổi điều gì không? Thì con cố gắng con chăm con cho tốt. Dạ. Là giống như mẹ chăm chồng con vậy đó. Dạ. Là lúc nào cũng vui vẻ hết, gia đình hạnh phúc. Mà hai vợ chồng có gì thì cứ nói nhỏ nhẹ với nhau được rồi. Chứ đừng có dạy nó giống như nhũ mẫu. Dạ, em thì mong muốn là mẹ sẽ có thêm thời gian để ở bên gia đình hơn. Với em cũng mong là mẹ đi ăn. Tức là em muốn là cả nhà có nhiều thời gian để đi ăn cùng nhau, hoặc là đi du lịch cùng với nhau. Nhưng đi du lịch đừng có trốn vô góc theo nha. Hôm nay thì con có muốn tặng mẹ con cái gì đó đặc biệt không? Dạ con hồi bữa hôm qua hôm kia con có cặm cụi cả đêm dành cho má con một món quà mà giờ con không biết nó đâu rồi. Con đây là món quà tự tay con làm tặng má. Má thích màu đỏ, con biết mà, nên là một bông và đáng giá. Dạ, chúc má luôn trẻ đẹp, có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ. Trời ơi, dạ, đẹp quá Là tự con làm đó hả? Dạ con tự làm. Con dâu rất là khéo trong cái vấn đề này. Gửi tặng gia đình một kỷ niệm của chương trình để nhớ mãi chương trình ha. Con cũng thay mặt chương trình gửi đến gia đình mình một ít quà
đó là Alabio với thành phần 5-ALA được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Còn đây là chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin gửi tặng cô và cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Gặp được Quỳnh Linh này nó về nó ngủ ngon.